Năm 2019, số lượng hoạt động tự do hàng hải của Mỹ trên Biển Đông đã đạt mức kỷ lục từ trước đến nay, như một cách nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở vùng biển này. Năm 2019, Trung Quốc liên tục có nhiều hành động quấy phá khu vực Biển Đông. Cụ thể như việc điều tàu khảo sát hải dương, địa chất 8 xâm phạm chủ quyền và thềm lục địa Việt Nam ở vùng biển này. Hay các tàu của lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, ERS, của ba quốc gia Đông Nam Á trong tháng 12 năm 2019 và đầu tháng 1 năm 2020. Thông tin này được công bố bởi chương trình Minh Bạch Hàng Hải Châu Á, AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, CSIS, Mỹ. Song song đó, Bắc Kinh còn có một loạt hành động nối tiếp chiến lược phát triển hạ tầng và quân sự hóa các thực thể mà Trung Quốc đang chiếm đóng phi pháp ở cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Điển hình như Trung Quốc triển khai hệ thống thiết bị bay không người lái, UAV ở Biển Đông. Theo giới phân tích, các UAV là một phần của mạng lưới tình báo thu thập thông tin, giám sát và do thám ISR của Trung Quốc trên Biển Đông. UAV kết hợp cùng các vệ tinh, radar và nhiều phương tiện khác, Trung Quốc hướng đến kiểm soát đa tầng ở Biển Đông, thậm chí nhắm vào các hoạt động tự do hàng hải, FONOP được triển khai bởi Mỹ hay Nhật Bản, Anh, Pháp, Úc. Phản ứng bằng FONOP. Mới đây, tờ The South China Morning Post dẫn nguồn dữ liệu do hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ công bố, cho thấy lực lượng tàu chiến Mỹ đã 7 lần thực hiện FONOP trên Biển Đông trong năm 2019. Theo đó, năm 2019 là năm mà Mỹ tiến hành FONOP nhiều nhất từ trước đến nay trên Biển Đông. Số lần thực hiện FONOP của Mỹ trên Biển Đông từ năm 2015, 2018 lần lượt là 2, 3, 6 và 5. Sang năm 2020, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 25.1, tàu chiến cần bờ USS Montgomery thuộc lớp Independence của Mỹ thực hiện FONOP, di chuyển gần đá Gạc Ma và đá Chữ Thập, bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp tại quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Sau đó, một đơn vị trực thuộc Hải quân Mỹ công bố hình ảnh USS Montgomery và USS Gabriel Giffords cùng thuộc lớp Independence song hành trên Biển Đông vào ngày 28 tháng 1. Ở tầm chiến lược thì rõ ràng các lãnh đạo của Hải quân Mỹ lẫn các lãnh đạo chính quyền ở Washington đã nhận thức rõ về mức độ nghiêm trọng của việc Bắc Kinh tăng cường kiểm soát trên Biển Đông. Ngày 7 tháng 2, trả lời Thanh Niên về đánh giá xung quanh các động thái của Washington trên Biển Đông, tiến sĩ James The Home, chuyên gia chiến lược hàng hải Đại học Hải chiến Mỹ, cho rằng có hai điểm đáng lưu ý trong việc Mỹ đẩy mạnh FONOP trên Biển Đông gần đây. Thứ nhất, ở tầm chiến lược thì rõ ràng các lãnh đạo của Hải quân Mỹ lẫn các lãnh đạo chính quyền ở Washington đã nhận thức rõ về mức độ nghiêm trọng của việc Bắc Kinh tăng cường kiểm soát trên Biển Đông. Thứ hai, ở tầm chiến thuật, Lầu Năm Góc đã đa dạng hóa hơn về khí tài để thực hiện FONOP. Trong lần tiến hành FONOP cuối tháng 1 vừa qua, Mỹ đã điều động chiến hạm cận bờ lớp Independence, gần đây được trang bị tên lửa NSM, Naval Strike Missile đối hạm và tấn công mặt đất. Loại tên lửa này giúp chiến hạm cận bờ Independence vẫn có uy lực mạnh mẽ để tiến hành FONOP, chứ không cần phải điều động tàu khu trục như trước đây. Tương tự, trả lời Thanh Niên, ông Gregory B. Pauling, giám đốc chương trình sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải AMTI, nhìn nhận chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đã thường xuyên tiến hành FONOP. Đây là một điều tốt, thậm chí tốt hơn nhiều so với những gì Mỹ làm dưới thời Tổng thống Barack Obama trong năm 2015-2016. Nhiều năm qua, Washington tiến hành FONOP nhằm thách thức tất cả các yêu sách hàng hải quá đáng. Mỹ cần khẳng định các quyền hợp pháp, cần hành động mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, ông Pauling cho rằng, trong trường hợp ở Biển Đông thì điều đó là chưa đủ, mà cần phối hợp một chiến lược toàn diện bao gồm ngoại giao, kinh tế và quân sự kết hợp cùng các đồng minh, đối tác. Phải như vậy mới có thể thuyết phục Bắc Kinh thay đổi những hành vi khó lường trên Biển Đông. Tương tự, cũng trả lời Thanh Niên ngày 7 tháng 2, Phó giáo sư Stephen Robert Nagy, Đại học Cơ đốc giáo quốc tế Nhật Bản, học giả tại Quỹ châu Á, Thái Bình Dương ở Canada, đánh giá những bước đi đó của chính quyền Tổng thống Trump vẫn không đủ để thay đổi thực tế rằng Trung Quốc đã xây dựng hạ tầng đáng lo ở nhiều thực thể trên Biển Đông. Các động thái FONOP cũng chưa đủ để Bắc Kinh phải tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague, PCA đã bác bỏ chủ quyền đường lưỡi bò trên Biển Đông. Cho nên, các quốc gia trong khu vực đều nhận thức rõ rằng Trung Quốc đang muốn lập lại quyền lực mới tại đây, và phản ứng của Mỹ là chưa đủ để đáp trả hiệu quả. Chính vì thế, theo ông, trong thời gian tới, các nước ASEAN cần tăng cường hợp tác với nhiều đối tác hơn, nhằm đảm bảo hòa bình ổn định ở khu vực nói chung, cũng như trên Biển Đông, Philippines dễ bị gây hại tại Biển Đông nếu thiếu Mỹ. Hãng AP ngày 7 tháng 2 dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Teodoro Lacson, cảnh báo rằng nước này sẽ chịu những tổn thất về an ninh, kinh tế nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ.
tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte đe dọa hủy bỏ thỏa thuận lực lượng thăm viếng VFA với Mỹ nếu nước này không cho đồng minh của ông, Thượng nghị sĩ Donaldo de la Rosa nhập cảnh. Được ký vào năm 1998, VFA cho phép hàng ngàn binh sĩ Mỹ đóng trú luân phiên ở Philippines để tham gia các cuộc tập trận quân sự và chiến dịch hỗ trợ nhân đạo. Ngoại trưởng Larkin cho rằng tiếp tục VFA là điều có lợi vì Mỹ đã hỗ trợ quân sự, đào tạo các lực lượng Philippines đối phó với mối đe dọa an ninh trong những năm qua. Đồng thời, sự hiện diện quân sự của Mỹ còn giúp răn đe những hành động hung hăng trên Biển Đông. Số lần tàu chiến Mỹ tuần tra thách thức Trung Quốc ở Biển Đông đạt mức cao kỷ lục trong năm 2019. Giới chuyên gia đánh giá Mỹ đẩy mạnh hoạt động này nhằm ngăn chặn hành động bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo các dữ liệu mới công bố từ hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, các chiến hạm Mỹ đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải FRNOP ở Biển Đông, áp sát những bãi đá bị Trung Quốc chiếm đóng, bồi đắp thành đảo nhân tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam 7 lần trong năm 2019. Đây là con số cao nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng nhân tạo cùng những cơ sở quân sự phi pháp trên đó hồi năm 2014. Hải quân Mỹ đã thực hiện 5 cuộc FRNOP trong năm 2018, 6 cuộc trong năm 2017, năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, 3 cuộc vào năm 2016 và 2 cuộc vào năm 2015. Không có FRNOP nào trong năm 2014. Văn phòng hạm đội Thái Bình Dương đã cung cấp số liệu mới cho tờ South China Morning Post, theo luật về yêu cầu tự do thông tin. Đây là lần đầu tiên Mỹ chính thức xác nhận về quy mô FRNOP ở Biển Đông trong vòng 5 năm qua. Mỹ xem duy trì quyền tự do hàng hải là một nguyên tắc. Chúng tôi tiến hành FRNOP một cách hòa bình và không thiên vị hay chống lại bất kỳ quốc gia cụ thể nào, người phát ngôn của hạm đội Thái Bình Dương, Đại Trần Em Thoa cho biết. Rõ ràng dưới thời Tổng thống Trump, chúng ta chứng kiến những động thái vững chắc hơn, cụ thể là sự gia tăng tần suất của FRNOP ở Biển Đông kể từ khi ông nhậm chức. Kalinko, chuyên gia quốc phòng thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam, Singapore, nói với tờ South China Morning Post. Theo ông cô, FRNOP có tác dụng duy trì quyền tự do hàng hải, đồng thời góp phần ngăn chặn Trung Quốc gây hấn, bắt nạt những quốc gia láng giềng ở Biển Đông. Tom Giao, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Toàn cầu Carnegie Singua, cho biết tần suất tuần tra FRNOP ngày càng gia tăng phản ánh quan điểm của chính phủ Mỹ rằng Trung Quốc xem thường quy tắc và trật tự quốc tế hiện có để theo đuổi lợi ích riêng và Washington không thể nhân nhượng. Trong khi đó, chuyên gia Bonnie Glazer thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS Mỹ đánh giá dù FRNOP là vẫn chưa đủ, nhưng đây là động thái quan trọng nhằm củng cố tuyên bố của Mỹ là chúng tôi sẽ bay, đi trên biển và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Ngay đầu năm mới âm lịch 2020, tàu tác chiến cần bờ USS Montgomery ngày 25 tháng 1 đã tiến hành FRNOP, di chuyển gần đá Gạc Ma và đá Chữ Thập, bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là đợt FRNOP đầu tiên trong năm 2020 ở Biển Đông. Đáp lại, Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam của quân đội Trung Quốc cáo buộc tàu chiến Mỹ cố tình gây hấn trong dịp Tết Nguyên Đán với ý định xấu xa. Báo cáo của Lầu Năm Góc trước đó cảnh báo về việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, chẳng hạn triển khai tên lửa chống hạm, thiết bị gây nhiễu điện tử và xây dựng cơ sở quân sự tại những đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa. Do đó, Mỹ đang đẩy mạnh việc triển khai tàu chiến đến Biển Đông, theo đài NHK. Trước đó không lâu như chúng tôi đã được tin, ngay trong ngày đầu năm mới âm lịch, tàu chiến Mỹ tiến hành hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông để thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Hôm qua 29 tháng 1, ông Lý Hoa Mẫn, người phát ngôn Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam của quân đội Trung Quốc, cáo buộc tàu chiến Mỹ vừa cố tình gây hấn trong dịp Tết Nguyên Đán với ý định xấu xa. Phát ngôn này nhằm phản ứng việc Mỹ vừa điều động tàu chiến để tiến hành hoạt động tự do hàng hải FRNOP trên Biển Đông ngay trong Tết Nguyên Đán vừa qua. Theo Bloomberg, người phát ngôn hạm đội 7 của Hải quân Mỹ Joseph Kelly mới đây thông báo tàu chiến của nước này là USS Montgomery ngày 25 tháng 1 đã tiến hành FRNOP, di chuyển gần đá Gạc Ma và đá Chữ Thập, bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là đợt FRNOP đầu tiên trong năm 2020 ở Biển Đông. Ông Kelly nhấn mạnh, chúng tôi sẽ bay, di chuyển trên biển và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, bất chấp những yêu sách chủ quyền quá mức. Lần gần nhất trước đó mà Hải quân Mỹ thông tin về FRNOP là vào tháng 11 năm 2019. Trước đó, Lầu Năm Góc cảnh báo về việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, chẳng hạn triển khai tên lửa chống hạm, thiết bị gây nhiễu điện tử và xây dựng cơ sở quân sự tại những bãi đá bị Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa. Do đó, Mỹ đang đẩy mạnh việc triển khai tàu chiến đến Biển Đông, theo đài NHK. Liên quan tình hình khu vực,
Hải quân Mỹ ngày 26 tháng 1 tuyên bố vừa triển khai hai máy bay không người lái chạy tầng đến đảo Guam để theo dõi động thái quân sự của Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương, là phiên bản cải tiến của Global Hawk. Chiếc trai tần được trang bị hệ thống cảm biến mới, nên có thể tiến hành hoạt động trinh sát trên phạm vi rộng hơn. Trong hội thảo dự báo tình hình an ninh châu Á năm 2020 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Mỹ tuần rồi, giới chuyên gia đánh giá Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ hành động áp bức. Ông Gregory Pauling, Giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải, AMTI thuộc CSIS, dự đoán Trung Quốc sẽ tăng cường điều động lực lượng cảnh sát biển kết hợp dân quân biển đội lốt ngư dân để bắt nạt các quốc gia láng giềng ở Biển Đông.